Tiếp nối cảnh cuối của tập trước, Rhaenyra cùng Syrax bay tới bờ biển Dragonstone để đối mặt với chủ nhân mới của Sea Smoke, Adam of Hull. Rhaenyra, vốn thận trọng, đón nhận sự kiện này với ánh mắt đầy hoài nghi. Điều này không khó hiểu, bởi hơn ai hết, cô đã nếm trải quá nhiều bài học cay đắng về sức mê hoặc của quyền lực. Cho nên, việc một người như Adam lại có thể lập tức quỳ gối khi vừa mới vươn lên tầm cỡ của các vị thần là điều vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Dẫu vậy, sự khiêm tốn nhưng chín chắn của chàng trai trẻ nhanh chóng thuyết phục được Rhaenyra, đồng thời thắp lại niềm tin của cô vào kế hoạch thuần hóa những con rồng chưa chủ, bất chấp một khởi đầu đầy trắc trở trong tập trước. Từ góc nhìn của khán giả, cũng chưa có lý do gì để chúng ta nghi ngờ hành động của Adam, nhất là khi ở một cảnh sau, ta thấy Alan còn chẳng hay biết về chiến tích của em trai mình. Điều này chứng tỏ, Adam thực sự đã không lãng phí một giây nào để bay tới Dragonstone. Và lý do cậu làm vậy được lý giải gọn ghẽ qua hai chữ, phụng sự. Đúng vậy, dẫu có một xuất thân thấp kém, Adam vẫn hiểu rõ về bổn phận của mình, rằng đó không phải là thỏa mãn những ham muốn cá nhân, mà là phụng sự cho một mục đích cao cả hơn. Ở cảnh tiếp theo, phim đưa ta đến King's Landing, nơi ta gặp lại một người có thể nói là hiện thân của việc phụng sự, nhưng chớ trêu thay, lại không phải là do cô chọn lựa. Đó là Alison Hightower. Sau khi bị tước đi ghế ngồi trong hội đồng nhỏ, mất đi những chỗ dựa tinh thần duy nhất là Gawain và Kristen, rồi còn phải hứng chịu sự phẫn nộ của người dân King's Landing, Alison buộc phải đối mặt với sự thật rằng cô đã hoàn toàn lạc lối. Để tìm lại chính mình, cô quyết định tìm đến sự tĩnh lặng tại một khu rừng ở ngoại ô và chỉ mang theo hiệp sĩ đội vệ vương Rickard Thorne. Mục đích là để rời xa nhất có thể những đặc quyền mà tới giờ Alison mới nhận ra đã trói buộc và làm mờ mắt cô suốt bấy lâu nay. Còn Aemond thì đang tiếp tục làm cho một tháp đỏ sẵn đã độc hại chỉ thêm phần ngột ngạt, đến nỗi những cố vấn như Larry Strong và Jasper Wilde còn không dám thực thi nghĩa vụ của mình. Khi hay tin về diễn biến mới nhất tại Dragonstone, Jasper Wilde tìm đến Larys để xin lời khuyên. Nhưng Larys, với sự thận trọng vốn có, khuyên rằng tốt nhất họ nên giữ im lặng và điều này không phải là không có lý do. Trước hết, Larys có lẽ chưa hoàn toàn tin tưởng vào nguồn thông tin cũng như động cơ của Jasper, bởi nếu ta còn nhớ thì trong tập trước, Jasper đã cười nhạo việc Larys tự ứng cử làm bàn tay. Hơn nữa, Larys lo ngại Aemond sẽ hành động thiếu suy nghĩ và đẩy tất cả vào vòng hiểm nguy. Nhưng trên hết, Larys đã đánh hơi được rằng King's Landing thế nào cũng sắp có biến lớn. Do đó, hắn thúc giục tu sĩ Orwell để nhanh quy trình hồi phục của Aegon, bởi sự trở lại của Aegon trên ngai sắt lúc này là cách duy nhất để hắn bảo toàn tính mạng trong tình thế nước sôi lửa bỏng này. Trở về Dragonstone, Barthelmos Celtigar lại một lần nữa đứng lên và nói thay suy nghĩ của toàn bộ Hội đồng Đen. Ông kịch liệt phản đối việc cho phép một kẻ xuất thân thấp kém tự ý chiếm đoạt một con rồng, chứ chưa nói đến việc đón tiếp kẻ đó như một vị khách quý. Người quyền lực thứ nhì của phe đen, Corlys Velaryon, chắc hẳn cũng sẽ đồng tình với Barthelmos nếu như kẻ có xuất thân thấp kém kia không phải máu mủ ruột thịt của chính ông. Sẵn đang cần một người kế vị cho ghế ngồi ở Driftmark, ông nhìn thấy trong diễn biến này một thời cơ tốt để dần hợp pháp hóa những người con hoang của mình. Ông lựa chọn cách giữ im lặng, một sự im lặng đầy toan tính. Còn quyết định của Rhaenyra, dù chưa thể vội vàng kết luận là đúng hay sai, làm dấy lên trong ta những nghi vấn về cách cô cai trị. Không tham khảo ý kiến từ hội đồng cố vấn, Rhaenyra chỉ thi thầm với Missaria trong căn phòng kín. Ngay đến Missaria cũng chỉ coi sự trung thành của Adam như một món quà từ vận may và ngầm ám chỉ rằng Rhaenyra đã quá nhanh chóng đặt niềm tin vào một người xa lạ. Và quả đúng là như vậy. Trong lòng Rhaenyra, một niềm tin ngây thơ dường như đã che mờ đi thực tại, khiến cô đặt quá nhiều niềm tin không chỉ vào Adam mà cả Missaria, và điều này đã khiến cô bỏ quên một chi tiết rất quan trọng. Đó là, dù Missaria đang đứng dưới lá cờ của Rhaenyra, thì lòng trung thành sâu sắc nhất của cô nàng vẫn hướng về phía những người dân thường. Và như vậy, Rhaenyra dễ dàng bị thuyết phục rằng những kỵ sĩ rồng của phe đen không nhất thiết phải có dòng dõi cao quý. Và Missaria cũng không sai, khi mà thời gian gần đây đã chứng minh rõ rằng những kẻ quyền quý nhất cũng có thể dễ dàng đánh mất danh dự. Và nếu sự thật là như vậy, thì Daemon Targaryen quả là chẳng có cơ hội thành công nào ở Riverlands, vùng đất mà mọi lãnh chúa đều không ưa anh. May thay, Oscar Tully, người vừa bước lên vị trí lãnh chúa tối cao của Riverlands, hiểu hơn ai hết về tầm quan trọng của những lời thề nguyện. Bằng một màn phát biểu thể hiện bản lĩnh và sự nhạy bén chính trị vượt xa độ tuổi 13, Oscar đã làm được điều tưởng chừng như không thể, đó là chinh phục được lòng tin của các lãnh chúa Riverlands và dạy cho Daemon Targaryen một bài học đắt giá. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mình Daemon cảm thấy bất lực đến như vậy khi bị ép phải ra tay hành quyết người mà chính miệng anh đã hứa sẽ bảo kê. Trong khoảnh khắc ấy, Daemon phải đối diện với sự thật rằng quyền lực không phải là một phần thưởng mà là thứ gánh nặng nề nhất. Nhận thức này được thêm khắc sâu khi trong một giấc mơ sau đó, Daemon gặp lại một Viserys đã bị hủy hoại về cả thể xác lẫn tinh thần bởi thứ quyền lực mà anh đã luôn khao khát,
thứ quyền lực mà đối với anh giờ đây chỉ giống như một cơn ác mộng không lối thoát. Trong khi đó, Rhaena cùng Aegon và Viserys nhỏ phải rời The Eyrie tới Pentos theo đúng kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, điều đáng buồn là cô chưa hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng nhất, đó là có được đội quân hùng mạnh của The Vale, bởi phe đen chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà Arryn về việc cung cấp cho nhà này một con rồng trưởng thành. Rhaena vốn đã luôn khắt khe với bản thân, không thể chấp nhận ra đi trong thất bại. Trong một nỗ lực cuối cùng, cô tách khỏi nhóm và quyết định tìm cho ra con rồng bí ẩn đang trú ngụ tại vùng đất này. Trở lại Dragonstone, quyết định của Rhaenyra vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Jaehaerys. Hơn bất cứ khi nào trước đây, ta mới thấu hiểu được nỗi niềm của con trai cả Rhaenyra, người đã lớn lên dưới những ánh nhìn dò xét và luôn phải gồng mình chứng tỏ bản thân với những người xung quanh. Thật khó để không thông cảm cho cậu, khi tước hiệu kỵ sĩ rồng là lớp bảo vệ duy nhất cậu có trước những lời gièm pha rằng cậu không phải là một Targaryen chân chính, và việc một người con hoang với mái tóc bạch kim trở thành kỵ sĩ rồng thành công sẽ chỉ càng hạ thấp vị thế của cậu. Dẫu vậy thì Rhaenyra, với lòng quả quyết rằng ưu thế áp đảo về rồng là cách duy nhất để ngăn chặn máu đỏ, không thay đổi quyết định. Và cứ như thế, kế hoạch của Rhaenyra được triển khai. Elinda, cô hầu gái vẫn nằm vùng tại King's Landing chờ đợi mệnh lệnh của nữ hoàng, đã nhanh chóng lan truyền thông tin tuyển mộ những kỵ sĩ rồng tiềm năng khắp mọi ngõ ngách của thành phố. Hai ứng cử viên sáng giá nhất nhanh chóng lộ diện. Đầu tiên là Ulf, gã bậm rượu vô lo vô nghĩ, từng khoác lác rằng mình là người anh em thất lạc của vua Viserys và hoàng tử Daemon. Kế đến là Hugh, người mà giờ đây mới tiết lộ với vợ mình rằng ông mang trong người một nửa dòng máu Targaryen. Đúng vậy, dù câu chuyện của Ulf vẫn còn để lại nhiều nghi vấn, thì ta lại có thể khá chắc chắn về Hugh. Ông đích thị là một Targaryen, cụ thể là con trai của Serra Targaryen, người con thứ 9 của cựu vương Jaehaerys và hoàng hậu Alysanne. Dù phim không trực tiếp nhắc tên Serra, nhưng trong tiểu thuyết Fire and Blood thì không còn ai là khớp với mô tả này bằng cô con gái của vị vua già đã bỏ nhà sang Essos làm gái lầu xanh. Chuyện kể rằng Serra từ bé đã là một đứa trẻ ngỗ ngược, khó bảo. Đến năm 15 tuổi, sau khi gây ra hàng loạt bê bối khiến vua cha phẫn nộ, cô bị vua Jaehaerys gửi đến Old Town để chỉnh đốn hành vi. Tuy nhiên, dòng máu nổi loạn trong cô đã không thể chấp nhận sự giam cầm ấy. Serra sớm tìm được đường tẩu thoát sang thành phố tự do Lys và rồi là Volantis, nơi cô đã trở thành bà chủ của một lầu xanh nổi tiếng. Tại đây, Serra đã sinh ra nhiều người con hoang và trong số đó có một người được gọi là bản sao của vua Jaehaerys thời trẻ. Đó chính là Hugh. Qua tập trước, ta cũng đã biết rằng những con rồng thường có xu hướng chọn lựa những chủ nhân có nét tương đồng với chủ cũ của chúng. Liệu điều này có gia tăng khả năng thành công của Hugh với Vermithor, con rồng từng thuộc về ông ngoại Hugh? Một chi tiết nhỏ nhưng rất thú vị là Serra từng được nhắc đến thoáng qua trong mùa 1, cụ thể là tập 3 khi Lionel Strong, để an ủi vua Viserys, đã nhắc lại chuyện vua Jaehaerys từng khốn khổ như thế nào bởi những cô con gái của mình. Một điểm cộng nữa cho các biên kịch về sự am hiểu đối với tác phẩm gốc. Kế hoạch của Rhaenyra về bước đầu có thể nói là cực kỳ thành công khi chỉ riêng ở King's Landing, cô đã kêu gọi được vài chục người con hoang nhà Targaryen. Công lớn là thuộc về Aelyn và đến đây ta mới hiểu rõ những tính toán của Corlys khi sự kiện gieo hạt giống này đã tạo điều kiện cho cả hai người con của ông nâng cao địa vị của mình. Đây lại là một thay đổi nữa so với trong truyện. Trong đó, Aelyn không phải là anh trai mà là em trai của Adam và anh cũng không phải là một thủy thủ đầy tự tin và được anh em đồng nghiệp kính nể như ta thấy trên phim. Trên phim, ta cũng thấy anh nhanh chóng gạt đi gợi ý của Corlys về việc thuần hóa một con rồng, trong khi trong truyện, anh đã cố gắng để đoạt lấy con rồng Shipstealer và chỉ sau khi nỗ lực này thất bại thì hành trình trở thành một thủy thủ tài ba của Aelyn mới bắt đầu. Không biết các bạn thế nào, nhưng lại một lần nữa, ta rất thích những thay đổi này vì nhiều lý do. Lý do lớn nhất là vì chúng khắc họa hai người con hoang của Corlys như những chàng trai tự thân tự lực, chứ không phải chỉ dựa hơi cha mình. Trong khi chờ những con thuyền chở những hạt giống rồng tới Dragonstone, hãy đến với khu rừng Kingswood, với một cảnh mà một cách không bất ngờ lại bị không ít người xem than phiền là lãng phí thời gian. Tớ thì lại rất thích nó. Hình ảnh Alicent cởi bỏ chiếc váy màu xanh lá của nhà Hightower là một khoảnh khắc đẹp bởi nó đưa ta về với một khoảnh khắc cột mốc trong mùa 1, khi một Alicent mới 16 tuổi bị cha mình ép phải chống lại người bạn thân nhất của mình, bởi nếu không, cả gia đình của cô sẽ bị giết hại. Ừ, nếu các bạn đã quên, thì Otto Hightower là một người như thế đấy. Còn ở hiện tại, dù đã muộn màng, thì có lẽ Alicent đã chột dạ về lời dối trá đã chi phối một nửa cuộc đời mình và phần nào chút bỏ được gánh nặng đã đè nén tâm hồn cô suốt bao nhiêu năm. Và liệu trong tập cuối cùng, cô sẽ làm gì để sửa chữa những hậu quả của lời dối trá ấy? Còn giờ thì hãy đến với sự kiện chính. Những người con hoang nhà Targaryen đã tề tựu tại Dragonstone, nhưng cuộc gieo hạt giống lập tức vấp phải khó khăn đầu tiên. Những người quản rồng từ chối góp phần trong nghi lễ mà họ cho rằng giống như một sự báng bổ với thần linh và không khó để lý giải hành động của họ. Tập trước,
chỉ với Stephen Darklin mà họ đã mất một mạng, thì lần này với mấy chục người thì còn thế nào? Một cảnh phim rõ ràng được viết bởi những biên kịch Hollywood, những người mà ta biết là cảm thấy như thế nào về các nghiệp đoàn lao động. Và trong tình huống éo le đó, Rhaenyra phải hành động. Bài phát biểu cổ động tinh thần các hạt giống rồng ngay sau đó có vẻ như chỉ có giá trị bề mặt. Tuy nhiên, nếu xem phần bình luận sau tập phim, ta biết được rằng cảnh này có nhiều ý nghĩa hơn như thế. Cụ thể, Ryan Condal giải thích rằng Rhaenyra đang tự xem mình như một đấng cứu thế đang đi giữa bầy cừu, như thể đó là một giáo phái. Nghe qua có vẻ khó hiểu, nhưng nếu ta nhìn lại toàn bộ chặng đường của Rhaenyra, thì sự biến chuyển này không hề đến một cách ngẫu nhiên. Cụ thể, thì ngay trong mùa này, ta đã thấy Rhaenyra nhiều lần nhắc lại câu chuyện về vị hoàng tử đã được tiên tri và còn thất vọng tột cùng khi Alicent gợi ý rằng người đó có thể là Aegon. Ở cuối mùa trước, Daemon cũng đã nổi giận khi cho rằng Rhaenyra đang lặp lại sai lầm của Viserys khi quá đắm chìm vào những lời tiên tri. Trong tập này, Rhaenyra cũng không tin rằng chiến tích của Adam là may mắn, mà là sự sắp đặt của thần linh. Trong phần lớn mùa này, ta cũng đã thấy Rhaenyra vật lộn với danh tính của mình, không biết mình nên là ai. Cho nên, dễ hiểu thôi, khi một người đang rất cần một liều thuốc tăng tự tin như cô lựa chọn tin rằng cô ở một tầng khác so với những người bình thường, là vị hoàng tử đã được chọn trong truyền thuyết. Và với những fan hâm mộ đã mòn mỏi chờ đợi Rhaenyra biến thành một người xấu như trong truyện, thì đây chính là câu trả lời. Và đó không phải là một Rhaenyra đầy tức giận và ghen tuông, mà là một Rhaenyra với một God Complex, hay sự ảo tưởng rằng mình là một bậc thần thánh. Và lăng kính đó sẽ cho phép cô dõi theo cuộc thảm sát ngay sau đó với không một cảm xúc. Và giống như Rhaegar Targaryen trong tương lai, người đã đánh cược số mệnh của cả gia tộc mình vào lời tiên tri tương tự, sẽ là khởi đầu cho sự sụp đổ của cô. The Red Sewing thảm khốc hơn nhiều so với những gì ta kỳ vọng. Nó nhanh chóng biến thành một bữa tiệc buffet cho Vermithor. Nhưng, dưới góc nhìn của Rhaenyra, cuộc thảm sát này như một lễ hiến tế cần thiết cho thần linh. Và dưới góc nhìn đó thì nó đã thành công rực rỡ. Tại sao là Hugh và Ulf? Để giữ màn sương bí ẩn bao quanh những sinh vật thần thoại này, nhà làm phim không tiết lộ lý do mà mỗi con rồng lựa chọn chủ nhân của mình. Tuy nhiên, ta có thể phỏng đoán rằng con rồng với biệt danh Cơn Thịnh Nộ Màu Đồng đã lựa chọn Hugh không chỉ vì ông là hậu duệ của vua Jaehaerys, mà phần nhiều hơn vì sự tức giận mà ông đã phô bày khi đối mặt với tử thần. Giả thuyết của tớ là những con rồng sẽ lựa chọn những chủ nhân có tính cách giống với chúng nhất, và điều này được củng cố bởi Ulf và Silverwing. Là con rồng được miêu tả trong truyện là hiền lành và thân thiện. Dễ hiểu khi Silverwing lựa chọn Ulf, một gã hề lê lết qua đống chất thải, dẫm vào ổ trứng và đón nhận cái chết một cách không thể hài hước hơn. Câu hỏi quan trọng là sự trung thành của hai gã đàn ông này ở đâu? Nhất là khi ta biết rằng họ sẵn đã chẳng ưa gì hoàng gia. Ulf bay cùng Silverwing về King's Landing và Aemond, do không biết gì về kế hoạch gieo hạt giống của phe đen, đã cưỡi lên Vhagar đuổi theo Silverwing về Dragonstone. Nhưng dù chỉ có một mắt, Aemond cũng kịp thời nhận ra chờ đợi mình ở đó không chỉ là hai hay ba con rồng. Bởi tính thêm Vermax, Moondancer, Sea Smoke thì tổng số rồng có chủ nhân ở Dragonstone đã chạm tới con số 6. Nhưng liệu ngần ấy rồng đã là đủ để Aemond ngồi vào bàn đàm phán? Khi mà bên xanh vẫn còn có ba con rồng là Vhagar, Dreamfire và Tessarion. Trong đó Vhagar của Aemond là con rồng lớn nhất trên thế giới và Dreamfire của Helena là lớn thứ ba chỉ sau Vermithor. Và đó là tập 7 của mùa 2 House of the Dragon, một tập áp chót mà theo đúng truyền thống của Game of Thrones là một trong những tập xuất sắc nhất của mùa. Hội tụ gần như tất cả những gì chúng ta yêu thích nhất ở Game of Thrones, đó là không chỉ rồng mà rất nhiều rồng, đó là âm mưu chính trị, là phát triển nhân vật và là trẻ con dạy cho người lớn một bài học, nói chung là cái gì cũng có. Và thật tuyệt vời khi nó vẫn chỉ là một tập phim đệm, trong khi khoảnh khắc bùng nổ thật sự vẫn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Các bạn thích nhất cảnh nào ở tập này? Có thích hướng đi mà các biên kịch lựa chọn cho Rhaenyra, cho Alicent, cho Daemon? Hãy để lại ý kiến trong phần comment nhé. Và tớ sẽ gặp lại các bạn ở video phân tích tập cuối mùa 2. Cảm ơn các bạn vì đã xem và xin chào. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.